dài nó sao. Thì đây là cái chuyên đề phải nói là theo yêu cầu của bên CTEC, tức là cơ quan công bố quốc tế cũng như là chương trình của các trường đại học, chương trình tiếp theo của chương trình quốc tế yêu cầu đưa vào cái chương trình này cho các trường đại học. Tại vì bệnh lây truyền giữa động vật, giữa gia súc luôn từ người thì đã có từ lâu rồi, nhưng mà động vật hoang dã thì chưa có. Do đó những tài liệu này phải dùng để báo cáo cho FAO với CTEC ở cơ quan kiểm lâm của các học viện v.v. Thì tài liệu này cũng tương đối cập nhật mới năm 2001 v.v. tài liệu tương đối mới. Thì đó tóm tắt thôi những năm này ví dụ như phân biệt vi trùng vi khuẩn rồi gì những cái tóm tắt cũng cụ thể biết rồi. thì những cái không biết thì nó tắt thôi ha, tài liệu có rồi, nó những điểm chính. Thì như các em biết là cái Việt Nam chúng ta là một trong những cái nước mà nó đã xảy ra một số bệnh nó lây truyền lan truyền gây dịch cho cộng đồng, chung ví dụ trước đây là cúm gia cầm gây chết một số người, rồi sau đó là Covid cảm ơn. Nói chung là nó cho rằng cái Việt Nam là một trong những nước về cái bệnh truyền nhiễm lây truyền của động vật hoang dã vào người. Tuy nhiên thì cái phần lớn bệnh có thể phòng chống hiệu quả qua chương trình phổ biến kiến thức về các bệnh này. Thì đối với chúng ta ở đây học về chăn nuôi và thú y thì cái này là người trực tiếp xúc với con vật, do đó có nguy cơ nó còn cao hơn đối với dân thường. Tại sao vậy? Em sẽ đi kiểm chứng rồi về trại chăn nuôi và vân, nó sẽ nguy cơ sẽ cao hơn. Và trước đây người ta cho về bây giờ ta cho rằng động vật hoang dã là những động vật sống trong rừng tự nhiên. Tuy nhiên hiện nay có nhiều trang trại đã nuôi động vật hoang dã vì mục đích kinh tế. Do đó người ta quyết định nghĩa là động vật hoang dã là những con vật sống trong tự nhiên và luôn kể cả những con vật sống trong các vườn thú và trong các trang trại nuôi thì nghĩa là động vật hoang dã. Thì mà ta cũng định nghĩa là cái bệnh lây truyền cho mọi người là hoang dã là cái gì, thì ta định nghĩa đây là cái bệnh lây nhiễm tự nhiên của động vật có sinh sống ở con người. Đó là định nghĩa của tổ chức y tế thế giới mà ta vẫn dùng cho tới ngày nay, tức là định nghĩa cái tiếng Anh gọi là zoonosis, tức là bệnh lây truyền giữa động vật và người. Thì ta định nghĩa nó là cái bệnh lây nhiễm tự nhiên giữa động vật có sinh sống và con người. Cái định nghĩa này của tổ chức FAO, tổ chức y tế thế giới, và thế này ta cũng dùng chấp nhận cái định nghĩa này. Thì trước đây ta liệt kê khoảng gần 1.400 tác nhân gây bệnh ở con người. Tất cả những tác nhân gây bệnh người thống kê được như vậy. Thì trong đó nó có khoảng hơn 868 là bệnh lây truyền nhiễm và người, nó chiếm 61% tất cả những bệnh của người. Tuy nhiên đáng lưu ý trong những bệnh lây truyền giữa động vật hoang dã và giữa động vật và người 70% thì nó cũng có nguồn gốc từ động vật hoang dã. Và theo tác giả John và cộng sự trong 2008 thì tất cả những cái lời trong tài liệu từ tích dẫn của tác giả khác hết nói thì nó có chứng, phải không? Có chứng. Thì trong số các bệnh lây truyền giữa động vật